Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm tuổi cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7. A7 hôm nay mình lại về được chiếc này xong. Máy hình thức là máy màu xanh các bạn nhé. Đây. Chiếc Oppo A7. Máy hình thức là máy màu xanh các bạn nhé, xanh nói chung là xanh xanh rêu này, mình không biết màu nó buồn cười. Và sản phẩm Oppo A7 thì con này là cấu hình, con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhé. Và sản phẩm Oppo A7 thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 3 triệu đồng các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này thì các bạn liên hệ cho mình, đặt hàng cho mình là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Số điện thoại nhà mình thì có hai số, một là 0966221789. Đây, nhà mình thì có một số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số là 0833221789. Các bạn có thể liên hệ cho mình qua Zalo, nếu Zalo mình không trả lời tin nhắn ấy thì các bạn có thể là hình thức là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Thì các bạn gọi lúc này không gọi cũng được thì các bạn gọi lúc khác cho mình nhé. Và sản phẩm bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 thì các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và hình thức mua bán thì mình các bạn cũng biết rồi. Các bạn một là các bạn tin tưởng thì các bạn có thể là đặt hàng tin tưởng thì các bạn có thể là đặt hình thức là đặt hàng. Tin tưởng ấy thì các bạn hình thức là các bạn có thể đặt hàng. Hôm nay mình đang nói chuyện mình lại quên mất. Các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi các bạn có thể là chuyển tiền và nhận hàng. Và hình thức thứ hai là các bạn nào chưa tin tưởng ấy thì các bạn có thể là hình thức là nhận hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship giúp mình nhé. Một là 50k hoặc là 100k tùy theo sản phẩm các bạn nhé. Để tránh trường hợp ví dụ mình ship vào các bạn mà các bạn có lý do, cũng nhiều lý do, mong bạn thông cảm nhé. Đây ạ, máy rất là đẹp nhé, máy cũng rất là đẹp các bạn nhé, 97-98% các bạn nhé. Và sản phẩm thứ nhà mình thì ở cái clip này thì mình cũng nói luôn, nhà mình thì có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn đang dùng iPhone này, các bạn thích sản phẩm Oppo F9 này thì các bạn có thể là liên hệ là iPhone mà các bạn thích dùng sản phẩm Oppo F9 ấy thì các bạn có thể là hình thức là các bạn là gọi điện trực tiếp cho mình và máy muốn đổi, hoặc là các bạn nhắn tin cho mình qua Zalo. Dù Zalo thì mình không trả lời được thì mong các bạn là gọi lại trực tiếp giúp mình nhé, thì mình sẽ là trả lời các bạn sớm nhất nhé. Đấy, ví dụ các bạn như mình, bên mình cũng nhận giao lưu mà các bạn thích dùng iPhone, thích dùng Oppo này thì các bạn có thể là hình thức là đổi sang Oppo. Đây ạ. Đây, và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F9 này. Đây, giới thiệu các bạn này, chiếc Oppo F9 này, cấu hình con này RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Con này không mua thì các bạn mua con gì? Đấy. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Máy màu xanh xanh này. Rất là đẹp. Hôm nay mình vừa về được con này xong, máy màu xanh rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Oppo F9 thì các bạn đã dùng rồi thì các bạn biết, dùng rất là phê, rất là sướng các bạn nhé. Nhiều con này thì vì giá mình với một chiếc máy cũ thì mình giá cũng rất là bình dân lắm. Nhiều bạn mua một chiếc Oppo A3s hay là chiếc Oppo AK1 đấy, RAM 2, bộ nhớ 16, máy mới cũng rơi vào 3 triệu, hơn 3 triệu thì AK1 cũng hơn 3 triệu rồi. Các bạn thoa các bạn thêm vài trăm các bạn sản phẩm, lấy một sản phẩm có thể là dùng qua tay cũng được. Với một máy zin nguyên bản qua tay thì cũng được, các bạn mua một cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64 thì các bạn sử dụng. Nói chung là vẫn sướng hơn là cái RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đấy các bạn nhé. Như khi các bạn lướt qua tay nhiều con máy nó cũng chất lên phết các bạn ạ. Đẹp lắm, đây các bạn nhìn máy đẹp. 9798 luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn rất là đẹp nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Máy rất là đẹp nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Redmi. Đây, hôm nay mình vừa về con này thì mình cũng nhớ quên mất tên rồi. Hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đây, Redmi 2 Pro. Và cấu hình con này là RAM 6GB
và bộ nhớ là 64 GB. Và sản phẩm Redmi 2 Pro này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 3 triệu đồng các bạn nhé. Này, màn hình thước nó đẹp 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 2 Pro này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Đây, máy còn hình thức còn 95%, máy màu đen bóng rất là đẹp. Và cấu hình con này là RAM 6 GB và bộ nhớ là 64 GB nhé. Dùng RAM 6 GB thì các bạn dùng phê lòi được các bạn ạ. Rất nhiều máy chất cho anh em nhé. Đấy. Nói chung là dòng Redmi này với dòng Oppo nó như là anh em các bạn. Và clip ngày hôm nay, ở clip này thì mình cũng nhận, hôm nay thì mình có nhận được một chú là Võ Phi Hùng này ở trong Long An này, này. Chú Võ Phi Hùng ở Long An này, này. Và gửi cho mình chiếc Samsung J7 Pro đây. Đây, chú ấy gửi cho mình chiếc Samsung J7 Pro. Đấy. Và mình với chú ấy là nhận là giao lưu trước Oppo F7 này. Đây, sản phẩm Oppo F7. Thì chú ấy thích con này là con này thì nó con J7 Pro này thì con này là cấu hình là RAM 3 GB này. Con này thì RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB, nhưng mà chú ấy thích một con máy, nói chung là chú thích một con máy là bộ nhớ nhiều hơn, chú cần nhiều dữ liệu đây. Chú thích Oppo F7, con này thì RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB. Nói chung là mỗi người sở thích, người thì thích Oppo, người thì thích Samsung. Nói chung là bên mình thì cứ nhận là giao lưu, nói chung là các bạn giao lưu vui vẻ đấy nhé. Đây. Đây, và sản phẩm này chú ấy dùng cũng giữ phết đấy. Đây. Mà chú ấy dùng dán giết ly lông cũng cẩn thận phết này. Máy cũng đẹp, máy màu xanh, bây giờ mình bóc ly lông ra là cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đây, có cả cái ốp rất là, cũng ốp này chắc cũng vài chục ngàn đấy. Ốp bằng giả da cũng rất là đẹp. Và con này thì con Oppo F7 với con J7 Pro thì bên chú ấy và đã bên mình thì đã là giao lưu như là thống nhất về giá cả rồi ấy. Thì sản phẩm bên này thì bên mình cũng đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Con J7 Pro này thì con này là cấu hình, đây mình bỏ tạm thời, mình bỏ tạm thời ra đây. Và cấu hình con này là RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB, hình thức còn khá là ok nhé. Và con này thì bên Samsung J7 Pro con màu xanh ngọc này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Này. Và buổi tối ngày mai thì nhà mình có nhà mình có về được 3 sản phẩm F7 nhé. Hôm mai nhà mình sẽ về 3 con full box F7. Bạn nào tối mai thì mình sẽ chiều mai thì mình sẽ hàng sẽ về và tối mai thì mình sẽ level lên. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 ấy mà hàng full box ấy thì các bạn có thể là liên hệ đặt hàng cho mình giúp mình nhá. Rất là thích nhá. Nhà mình đang về 3 con nhá, full box các bạn nhá. Các bạn là cả các bạn mình sẽ nhận đặt hàng cho bạn vào sáng ngày mai luôn các bạn nhé. Oppo F7 dùng cũng nói chung là vuông thành sắt cạnh rất là đẹp các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc WeLove này. WeLove hôm nay thì mình vừa có thâu lại chiếc WeLove mà đây. WeLove E007 này. Này. Con này thì đầy đủ phụ kiện các bạn nhé. Cáp sạc này, tai nghe này. Máy màu vàng rất đẹp nhé, có các cái ốp rất là sáng nhé. Con này thì hai camera, vân tay vân chân đầy đủ. Màn hình thì 6 inch rất là to nhé. Và sản phẩm WeLove này thì bên mình đã thanh lý với giá là này. Này. Và sản phẩm con WeLove này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm WeLove này các bạn liên hệ đặt nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này là hàng, con này nguyên hộp nhé. Con này thì là nguyên hộp này. Này, mình vừa thâu lại khách ngày hôm nay, sạc tai nghe rất đầy đủ nhé. Đây nha. Con WeLove. Bên mình đã thanh lý với giá là hơn 1 triệu các bạn nhé. Đấy. Bên mình nói chung là cũng nhận giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới hết các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 cộng này. J7 cộng hôm nay lại mình lại về tiếp tục một con màu đen này nhé. Và sản phẩm Samsung J7 cộng này thì bên mình đã thanh lý với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 4 GB
và bộ nhớ là 32GB. Bạn nào mà đã sử dụng Samsung Z7 cộng rồi các bạn biết, rất là trâu bò, rất là ok nha các bạn nhé. Rất là ok, rất là trâu bò. Mình sẽ đều gọi ra đây. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình vừa mới với con này. Hình thức con này là đẹp 90% nhé. Đây, vỏ người ta dùng ốp và các cái, bị các cái chùm 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 trắng đấy thôi. Đây. Nhưng mà mình sẽ đây. Đây. Nhưng mà được cái là máy zin các bạn nhé. Nói chung là máy zin nguyên bản nhé. Đây. Thì bị dùng các cái chùm chùm trắng 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 đó, dùng rõ ốp mà. Thì và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì bên mình cũng đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Cấu hình con Samsung Z7 Pro thì con này là RAM 3GB và bộ nhớ là 32GB. Pin thì các bạn dùng rất là thích nhé, rất là trâu bò các bạn nhé. Rất là trâu bò. Hình thức là 90% nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. Đây, iPhone 6S thì con này là máy màu hồng nhé. Đây. Hình thức con này cũng là còn là đến 90% đấy nhé. Con này là máy zin nguyên bản, hôm nay mình nhập của khách lại của khách nhé. Đấy. Hôm nay mình nhập lại con này là bản 16GB các bạn nhé. Bản Mỹ 16GB nhé. Và sản phẩm iPhone 6S này thì bên mình đã thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này nhá thì các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Và con máy này là máy màu hồng các bạn nhé. Máy đi to hồng này, máy cũng rất là đẹp nhá. Với mức giá bây giờ là giá quá cực kỳ là ok nhá. Các bạn đã sở hữu trước còn chỉ với giá dưới 3 triệu thôi mà các bạn đã sử dụng con chiếc iPhone 6S này cũng là tuyệt vời rồi. Và các bạn mà đang sử dụng Oppo, các bạn có thích đổi sang con 6S này của mình ấy thì các bạn có thể là mình cũng nhận đổi giao lưu cho các bạn nhé. Nói chung là giao lưu vui vẻ thôi. Nói chung là rất là thoải mái. Hoặc là các bạn nào thích sản phẩm nào thì các bạn có thể là yêu cầu bên mình để mình lấy hàng cho các bạn nhé. Đây 6S nhé. Mình sẽ bỏ qua một bên này. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. Con này là bản Gray nhé. Con này là bản 16GB Gray iPhone 6 thường. Hình thức con này là cũng là 90% rồi. Nói chung là máy này máy quá tay. Và sản phẩm iPhone 6 Hương thì con này là vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Và con này thì là đây, hai vợ chồng anh chị rất là đẹp trai, rất là hot boy đấy. Rất là đẹp đôi nhé. Và sản phẩm iPhone 6 Hương này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy màu gray rất là thích nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc chiếc Samsung Note 4. Hôm nay mình vừa về con này nhé. Máy là máy màu đen nhé. Hình thức là đẹp 98% nhé. Và sản phẩm Note 4 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này nhé thì các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Rất là ok nhé. Nói chung là dành cho các bạn mà đam mê đây, bút biết các kia. Rất là sướng nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Xperia thì hôm nay nhà mình còn một chiếc màu đen. Và sản phẩm Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000. Cấu hình con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB. Máy hình thức là rất là đen bóng, rất là nhỏ tròn, nhỏ gọn nhé. Xperia rất là ok các bạn nhé. Máy rất là đẹp nhé. Và sản phẩm bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc LG V20. Và sản phẩm LG V20 này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu nhá. Và cấu hình con V20 này, con này là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Con này là máy màu bạc nhá. Hôm nay nhà mình còn một sót một con màu bạc nhá các bạn nhá. Máy dùng rất là to, màn hình là 5,5 inch nhưng mà rất là to các bạn nhá. Dùng là rất là thích ạ. Này. Bạn nào thích sản phẩm V20 này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Cái buổi tối ngày hôm qua thì nhà mình có ít lô sản phẩm LG G6 thì khách hàng đã chốt hết rồi. Và mình đang là đặt hàng là tiếp tục về. Mong là các bạn là chờ tiếp đón những clip tiếp theo nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Z.
Sony Z thì dành cho những bạn là đam mê Sony. Đây thì mình cũng đang dùng một con Sony đây. Nói chung là pin cũng ok lắm, tại vì mình sạc 100%, mình nghe gọi đến 4-5 ngày hôm nay rồi đấy. Pin cũng là ok nhá. Mình cũng thích dòng Sony phết đấy, mình đang dùng một con Sony. Số thứ hai thì mình dùng Sony đấy. Đây Sony Z và sản phẩm Sony Z thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu các bạn nhé. Đây. Con này là máy màu bạc rất là đẹp nhé. Máy màu bạc rất là đẹp các bạn nhé. Và con này là máy màu tím đen nhé các bạn nhé. Màu tím nhé các bạn nhé. Đây, máy màu tím cũng hình thức cũng là ok rồi. Nói chung là một con máy mà đã qua lướt qua tay rồi, cái việc mà xước xác ấy, nói chung là cũng không thể tránh được các bạn nhé. Còn mà nhiều bạn mà đòi hỏi máy mà chưa xước xác là chỉ có máy mới thôi các bạn nhé, chỉ có mua máy mới thôi nhé. Hình thức cũng khá là ok nhé. Nói chung là mình sẽ chọn những các bạn một con mà nói chung là va chạm ít nhất nhé. Đây, Sony Z này. Thì sản phẩm Sony Z thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu các bạn nhé. Đây, hình thức cũng khá là tuyệt vời ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì sản phẩm iPhone 4S thì hiện tại bên mình đang tạm là hết nhé. Thì hàng chắc là mai mình mới về được nhé. iPhone 4S, iPhone 5 thường thì mình còn một con màu trắng, một con màu đen. Và sản phẩm iPhone 5 thường ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu, hơn 1 triệu các bạn nhé. Này, iPhone 5 thường thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường này nhé, thì các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Thì sản phẩm iPhone 5 thường này thì các bạn có thể là mua một cái máy phụ mà để nghe gọi thì cũng tuyệt vời, với mức giá chỉ với giá là hơn 1 triệu thôi thì mức giá cũng khá là ok, tuyệt vời nhé các bạn nhé. Nói chung là một máy phụ thì cũng là ok rồi. Và sản phẩm tiếp theo nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Note 1S hiện nay nhà mình còn 2 cây. Cấu hình sản phẩm Mi Note 1S thì bên mình đang chiên khách hàng với giá là hơn 1 triệu các bạn nhé. À đâu, với giá là 1 triệu, sorry các bạn, với giá là 1 triệu đồng nhé. Và cấu hình con này là RAM 2, bộ nhớ 16GB. Thì được với màn hình con này là 5,5 inch rất là to nhé. Ví dụ nhà mà có con nhỏ thì các bạn có thể là mua về sản phẩm Mi Note 1S này về cho con nhỏ, ví dụ mà xem phim hay là lên lớp đi học cũng một màn hình to cũng khá là ok nhé. Và thứ hai, ví dụ nhà có ông bà bố mẹ mắt tuổi cao ấy, tuổi cao mắt kém, thì các bạn có thể là mua một sản phẩm Mi Note 1S này. Thì các bạn thích chữ to ấy, thì các bạn có thể là mua sản phẩm này tặng bố mẹ ông bà cũng là tuyệt vời nhé. Nhà mình hôm nay thì hiện tại nhà mình hôm nay thì còn 2 con nhé. Bạn nào muốn sản phẩm Xiaomi Note 1S này nhé, các bạn liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Nhà mình thì còn 2 con nhé. Và sản phẩm cuối cùng của nhà mình buổi tối ngày hôm nay là chiếc Oppo A37. A37 hôm nay mình vừa về con này xong. Đây, hôm nay mình vừa làm lại của khách. Và sản phẩm Oppo A37 thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Và hình thức là máy đẹp 97% nhé. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu các bạn nhé. Bạn nào muốn thích sản phẩm Oppo A37 ấy, thì các bạn có thể là liên hệ đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đây, mà hình thức cũng khá là ok rồi. Nói chung là cũng cầm là được cái bo cạnh rất là tròn. Còn ví dụ các bạn tặng bà xã hay bố mẹ một cái máy nhỏ gọn thì pin trâu thì cũng khá là tuyệt vời rồi các bạn nhé. Này, bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 thì các bạn liên hệ đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào thích sản phẩm nào thì các bạn để liên hệ cho mình là đặt hàng cho mình, một qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Mình ưu tiên các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Và các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, hoặc là các bạn chia sẻ, hoan hỉ chia sẻ video cho mọi người thân, biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình đấy thì cũng là ok rồi. Và mình bây giờ thì cũng muộn rồi, và mình cũng chúc các bạn là một buổi tối là một giấc ngủ thật ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.